Xuất thân chỉ là người đam mê bộ môn bia và chơi phong trào, Minh Điền bén duyên với nghề bình luận rất tình cờ. Vào năm 2018, chàng trai người Quảng Nam lấy điện thoại quay lại màn hình laptop có các trận đấu bia để bạn bè có thể xem chung qua mạng. Thời đó ít có các kênh truyền thông phục vụ người xem những trận đấu bia trên thế giới nên lượng người theo dõi livestream của bình luận viên nghiệp dư này khá đông. Trang Facebook Minh Điền tiếp tục là địa chỉ rất quen thuộc cho những ai đam mê bia, cùng thưởng thức những trận đấu tại World Cup, khi những cơ thủ Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Nguyễn Quốc Nguyện hay Ngô Đình Nại thi đấu tại các nước. Với cái duyên hóm hình cùng những bình luận rất có chuyên môn, dần dần Minh Điền càng được biết đến nhiều hơn. Cho đến nay, trang cá nhân của anh đã có 155 triệu người theo dõi từ trong nước và ở nước ngoài. Những sự kiện bia quốc tế cũng bắt đầu biết đến Điền Móm, tên thân mật của khán giả dành cho Minh Điền. Tại giải World Cup Thành phố Hồ Chí Minh 2022, Minh Điền đã trở thành bình luận viên tiếng Việt chính thức cho Five và Six, đơn vị độc quyền truyền hình trực tiếp những giải đấu lớn của Liên đoàn bia thế giới (UMB). Ngoài ra, Minh Điền còn được các đài, các đơn vị truyền thông mời tham gia bình luận những giải đấu bia Carom Ba Băng vì những hiểu biết rất rộng ở bộ môn này. Mới nhất, tại giải World Ba Cushion Survival 2023,